Ngày giảm giá lớn nhất trong năm Black Friday, ngày thứ sáu đen đã kết thúc. Và như thường lệ thì giờ là lúc người ta nhìn lại và tìm ra những câu chuyện, những cách mua sắm bất bình thường nhất trong ngày này. Trong khi nhiều người tiêu dùng đánh nhau để giành mua TV hay là quần áo giảm giá, thì ở Nam Phi, người ta thậm chí là còn tranh giành gào thét chỉ để mua được vài cuộn giấy vệ sinh giá rẻ. Theo đó thì một đoạn video ghi lại cảnh người dân tại Nam Phi đang chen nhau, hò hét và giành giật để mua được những cuộn giấy vệ sinh giảm giá. Đám đông hàng chục khách hàng vây quanh một khung sắt chứa giấy vệ sinh. Nhân viên bán hàng đứng bên trong đưa các túi giấy vệ sinh giảm giá. Người mua đông đúc tranh giành nhau tạo nên cảnh tượng hãi hùng. Thậm chí nhân viên bán hàng phải ném túi giấy lên cao để vị khách nào cần sẽ đỡ lấy. Được biết khung cảnh trong đoạn video là tại một siêu thị ở tại khu vực Ridderpoort ở phía tây thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Trong ngày thứ sáu đen, nhiều gian hàng trực tuyến ở Nam Phi cũng bị tê liệt do nhiều người truy cập, đặt mua và thanh toán quá đông. Vâng, tôi rất là thích từ bất bình thường mà chị Huyền vừa dùng vừa rồi. Nó cho thấy rằng chúng ta đang có những cái hành xử rất là khó hiểu khi mà vào ngày mua sắm giảm giá, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều chuyên gia thì cho rằng là lý giải rằng là đôi khi thì con người người ta mua bởi vì là họ bị tác động bởi hiệu ứng đám đông, chứ không hẳn là mà bởi vì là họ thực sự cần tới những cái mặt hàng đấy. Và khi đứng giữa một cái đám đông đang hò hét và tranh giành giống như ở trong hình ảnh vừa rồi, thì cái tính hiếu thắng ở trong người của chúng ta có thể sẽ trỗi dậy và chúng ta sẽ gia nhập một cách bản năng vào cái cuộc tranh cướp đó. Điều này thì cũng đúng với một những cái vụ việc xảy ra như là những cái vụ hôi của ở ngoài đường. Có thể bản thân tôi không biết uống bia và không thích uống bia, nhưng mà thấy một cái xe bia đổ giữa đường và chị Huyền cùng với rất nhiều người khác đang hôi của, thì tôi cũng tâm lý ăn theo và tôi cũng muốn chạy vào nhặt một vài lon để thỏa mãn cái tâm lý của mình. Có thể lý giải như vậy. Không biết là ngày hôm qua thì chị Huyền có đi mua sắm không, và thông thường thì không biết là người ta sẽ mua gì nhiều nhất trong ngày này nhỉ? Thông thường thì tôi được biết là vào ngày này những đồ điện tử gia dụng như là tivi, là máy chơi game, là những mặt hàng giảm giá mạnh nên thường là được săn lùng nhiều nhất. Và theo CNN thì chỉ trong giờ mở cửa đầu tiên, trung tâm thương mại Target đã bán hết 3.200 chiếc tivi. Những chiếc tivi cỡ lớn lên tới 50, 55 inch được giảm giá chỉ còn khoảng 200 đến 300 đô la Mỹ, nghĩa là chỉ khoảng từ 5 đến 6 triệu tiền Việt. Mức giá rẻ chỉ một nửa ngày thường khiến tivi luôn là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày Black Friday.